Rồi, đang chia sẻ màn hình rồi đấy. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài số 1 nha. Bài số 1 hôm bữa mình học về cái ngữ pháp Rakuhata. Rakuhata là gọi là, và cái ngữ pháp về, về cái điều gì đó. E đề có, e đề han, từng tướng. Khi nào dùng e đề có? Khi phía sau nó là một động từ, hoặc phía sau nó là một cụm động từ. Cụm động từ là sao? Là ví dụ như là quan sim mới, thì khá chi ta này là động từ, quan sim mới thì cái quan sim này là nó bổ nghĩa cho khá chi ta đó, thì cho nên mình sẽ gọi nó là một cụm động từ. Còn phía sau là một danh từ thì mình sẽ dùng là ete han, tại vì nếu ở phía sau là danh từ thì mình sẽ dùng ete hata này thành là một định ngữ, các bạn. Mình sử dụng nó như là một định ngữ. Phía sau là động từ thì mình dùng là e tè xó hoặc là e tè hài do, nó đều bằng nhau cả. Về nha bạn. Bây giờ mình qua cái phần ngữ pháp tiếp theo. Đó là khả tàu tà. Đó gọi là đi đến đâu đó để làm gì. Ư đô này mình có thể dịch nó là để. Và phía trước nó thường đi với một nơi chốn nha, địa điểm. Đi đến đâu đó để làm gì. Thì mình chia cái này bằng cách nào đây? Bây giờ các bạn xem câu mẫu như sau. Đây là trang 12. Bạn xem câu mẫu nha. A. 한국에 무슨 일로 오셨습니까? B. 영어를 가르치러 왔습니다. Tức là bạn đã đến Hàn Quốc do cái công việc gì? Do cái vấn đề gì? Hoặc là để làm gì đó các bạn. Bạn đến Hàn Quốc để làm gì? 영어를 가르치러 왔습니다. Tôi đã đến để làm gì đây ạ? Để 가르치다 là động từ dạy, dạy tiếng Anh. Tôi đã đến để dạy tiếng Anh. Tức là đến đâu đây? Tôi đã đến Hàn Quốc để dạy tiếng Anh. Thì nếu động từ có bắt chim thì chúng ta sẽ cộng với ư rò. Còn động từ không bắt chim thì cộng với rò. Nè, đến đâu để làm gì? Bây giờ chúng ta lấy cái ví dụ như sau, trong cầm mình nhé. Rồi các bạn chia em trang cái động từ shita, shita, shita thì mình sẽ kết hợp với gì được các bạn? Để nghỉ ngơi. Shi rơ hay là u rơ ạ? Bật mic rơ lên trang nha. Siro, Shiro, siro, siro. Rồi đón, đón ví dụ mình ra sân bay mình đón ai, mình dùng động từ gì đây? Mà chung, mà chung ha ta, đúng không? Mà chung ha ta, để đón đi. Mà chung ha rơ. Mà chung ha rồi, rồi đóng lại ta ta thì các bạn chia nào. Ta ta rơ, sát tư rơ, sát tư rơ, đúng rồi. Có cái từ nghe ví dụ như là thực tà đi, thì mình chia là như thế các bạn. Từ Cộng với ư rơ thì nó sẽ trở thành là thứ rư rơ nha. Thứ rư rơ rồi. Thay tà với trường hợp bắt chim đó là riêu, thì các bạn chia thế nào? Không cần cộng với ư đâu mà mình cộng luôn Han rơ. Thay lơ Hello. lơ rồi thuộc tà để giúp đỡ. Thuộc tà thì mình chia thế nào đây các bạn? Biến thành u. Tum. U Ura. rơ, đúng rồi, u rơ. Đó, đó là cái phần bắt quy tắc đó các bạn. Tóm lại, bắt chim là tigus thì mình sẽ chuyển thành riêu. Còn bắt chim là riêu thì mình sẽ không cộng với gì cả. Chỉ cộng với là rơ thôi, không cộng gì hết. Còn với bắt chim là be up thì be up đấy là sẽ biến thành u gì đó thôi. Rồi bây giờ các bạn luyện nói nha. Dân sự 다음 사람들은 어디에 갑니까? Sau đây, những người sau đây họ đi đâu đây? 거기에서 무엇을 할 겁니까? Và họ sẽ làm cái gì ở đó? Họ sẽ làm cái gì ở đó? 으로 가다 오다를 사용해서 말해 보십시오.
Các bạn hãy sử dụng cái ngữ pháp từ đó thò đầu vào để nói nha. Chỉ được tên thì có là cái nơi mà họ đi. Hai y là gì các bạn? Cái việc mà họ sẽ làm. Rồi, copy shop này nha. Bây giờ mỗi người một câu như các bạn. Câu mẫu sau đây. Bạn nào đọc trang câu mẫu đây ạ? Xin mời bạn. Bạn nào đây? Bạn Phương. Dạ. James Moon Coffee Shop Caro Chinpuru. Em đọc câu mẫu đây nè. Câu mẫu ở dưới đây nè. À, James는 친구를 만나러 커피숍에 갑니다. Đúng rồi. Thì mình sẽ nói cái việc cần làm trước. Để làm gì đó? Để gặp bạn thì 친구를 만나러. Để không bắt chìm. Đi đến đâu? 커피숍에. 커피숍에 갑니다. Là có nghĩa là James đi đến quán cà phê để gặp ai? Gặp bạn. Để gặp bạn. Rồi, ok. Annie, xin mời bạn Bé Phạm. Vâng ạ. Hai ông nói đi. Chào. Ê, mang hai chi má ra à. Nó nhức đầu lắm cô. Cô gọi người khác, cái em bây giờ nói, nó không cho ngon nói. Rồi, tiếp theo là Văn Tú. Văn Tú. Yeah. Any nun. Awesome. À, Trang không nghe rồi. Bạn nào không nói tắt Trang micro đi. Một bạn Văn Tú mở micro thôi. Rồi Văn Tú nói lại đi ạ. Yeah. Any nun. Awesome. Back for chum. Back for chum me. Capnita. Okay. Any nan. Osir saro. Back for chum me. Capnita. Có nghĩa là gì đây anh Tú? Có nghĩa là đi mua áo. Đi đến back for chum để mua áo. Ấy. Đúng rồi. Đến back for chum để mua áo. Rồi tiếp theo mai khởi. Xin mời bạn Huyền. Dạ, Michael Morirun Charo. 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 Ipai Soe Kamnita. Đúng rồi, có nghĩa là gì em? Michael đi cắt, đến tiệm, cắt tóc để cắt tóc. Đúng rồi. Rồi, Ruku. Xin mời bạn An Toàn. Rukun은 친구를 마주하러 김포 공항에 갑니다. Mà thứ thứ đã đi đến kia sân bay Kim Phu để đón bạn. Ừ, để đón bạn đúng rồi. Yujin, xin mời bạn Ly. Ly đâu rồi ta? Ly mở biết đâu chưa em? Hay bạn nó thoát rồi. Ly bật micro lên em. Dạ con đang đi đâu đây chị ạ? Rồi không thấy. Trang gọi lâu quá, Trang gọi người khác nha. Bạn Phúc ạ. Ủa Phúc đâu rồi? Bạn Hữu Lý. Ủa Hữu Lý hồi nãy suy nghĩ rồi. Bạn Thanh Xuân. Ủa đâu mất tiêu hết rồi. Bạn Thắng Sơn. Ủa chờ nên su sang trừ khi đơn thả đơ tông he ăn e kham đi ta. Ừ, vô chiền. Sư sang ski là gì các bạn? Trượt quán nước phải không? Trượt nước. À, tôn he ăn.
biển Hội Hội An là bờ biển phía đông. Biển phía đi đông. Đến bờ biển phía đông để trượt trượt bắn nước ạ. Trượt bắn nước đúng rồi. Du chi đi đến bờ biển phía đông để mà trượt bắn nước đúng rồi. Mọn cho nghe nghe thầy cô ấy nghe đó cả sân nghỉ tập. Trước tiên này các bạn, xem mọn cho là tôi đã đi đến đâu? Là Minh Hồ đã đi đến ngân hàng. Ngân hàng. Nè đó để mà. Đóng thuế. Ừ, đóng tiền thuế. 그리고 공항에 친구를 뭐뭐 갔습니다. Chúng ta điện gì đây các bạn? 친구를 만나러 만나러 갔습니다. 공항에 các bạn. 공항에 친구를 마중하러 đúng rồi. Manchester 갔습니다. Đúng rồi. Để mình đi đến ở này đến sân bay để mà đón đón bạn. Đón bạn. 그 친구를 호텔까지 데려다 주고 학교 도서관에 자료를 넘어 갔습니다. 만나러. 데려다 주다 có nghĩa là đưa bạn đến đâu? Hotel. Và đã đi đến thư viện để làm gì đây? Làm gì tài liệu đây các bạn? Tìm. Tìm. Sau khi mà tìm xong tài liệu ấy, giờ còn nữa một món giờ hẹn xài. Đi đến công ty du lịch để mà làm gì? Làm gì đây? Giờ còn vì buổi chiều có bài giảng đặc biệt cho nên là thực căn ấy mà mò mò ta si hát chưa hết các suy nghĩ ta đến trường để làm gì đây tại vì bắt nó là tigut đó cho nên tigut sẽ biến thành real từ đó thực ra nghi kinh nào của Hanna mò nhận tôi nghe các suy nghĩ đó Hanna là tên riêng là người bạn tên Hanna đấy đến nhận tôi để làm gì bạn đây Hanna để gặp Hanna à chẳng may Papin Haru nhắc suy nghĩ đó quả thật là một ngày bận rộn quá bận rộn đi liên tục luôn bận rộn mà nó thật là ở bên Hàn Quốc các bạn mình vừa làm hết công việc này cái lại là có cái công việc khác để mình làm liền không có cái thời gian nghỉ ngơi luôn á còn khi mà mình ở Việt Nam thì mình nó thấy là nó nhàn rỗi lắm thời gian nhàn rỗi rất là nhiều bên Hàn là nhiều việc để làm. Rồi bây giờ chúng ta qua ngữ pháp nhìn chi mò mò chi ca tề tà chi tha tà tề tà đây là được các bạn được được gì đó chi na tà là gì đây qua rồi đã trải qua chi na tà như là hăng gu kế ồn chi thăm nhờ ni tuệ sư nhị tà có nghĩa là gì đấy các bạn ồn chi nhìn chi này á mình có thể phân tích ra được 3 năm. Giống như là tính từ khi mà tôi đến Hàn Quốc đến bây giờ á, là đã được 3 năm. Chi là tính từ cái khoảng thời gian từ quá khứ cho đến hiện tại đó các bạn. Từ lúc đầu cho đến bây giờ đó là được 3 năm rồi. Khi mà động từ có chim thì chúng ta sẽ cộng với un chi. Un chi. Còn không có chim thì cộng với ni un chi nha các bạn. Chỗ này nè. Chỗ này quan trọng nè. Rồi, thì, rồi bây giờ các bạn qua câu này. Hangumaru peunji. Từ nguyên thể của nó là peuta. Không bắt chim thì cộng với ni in này nha. Peuta. Tôi đã học tiếng Hàn. Từ lúc mà học tiếng Hàn đến bây giờ á là được 2달이 지났습니다. Hơn 2 tháng rồi. Đã qua 2 tháng, hơn 2 tháng rồi. Đó. Và bây giờ các bạn chia trang cái những cái động từ sau đây. Để mình biết cách chia rồi sau đó mình mới luyện nói.
cơ mà nhớ. Nếu nếu mà có bắt chim thì cộng với ưn, còn không chim cộng với niên gì. Ví dụ theo ta, các bạn chia thế nào? Theo không có chữ nên trong đây nhé các bạn, chỉ là in hoặc là niên thôi ha. Và nhớ cho mình là chỗ này mình sẽ cách khoảng ra các bạn, theo un chi. Rồi tiếp theo kết bạn là gì các bạn? Các bạn với ai đó? Sa chi ta. Vậy thì các bạn sẽ chia thế nào? Un chi kun chi kun chi kết khoảng sa kun chi sa kun chi. Đọc là gì đây ạ? Đọc Ekta Ekunchi Ekunchi. Lúc đọc đến bây giờ là mình nói là Ekunchi. Chị các bạn, chị này là có bắt chim cộng với ơn này nha. Ekunchi. Rồi. Bỏ vào đâu đó. Nota nè. Lopunchi. Đó. Ekunchi. Rồi nghe. Đọc từ nghe. Thực ta. Kurun. Tên gì? Bắt chim là tigut thì mình chim một với ư hay gì đó, nó sẽ biến thành real. Turunti. Turunti. Umagul turunti. 30분 됐어요. Đó. Turunti. Hỏi. Muta. Muru. Murunti. 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 Đúng rồi. Làm. Chế. Tạo. Nấu gì đó. Mạnh mạnh mạnh, đây là bắt quy tắc nó sẽ mạnh tinh chi, mạnh tinh chi, mạnh tinh chi. Không có bắt chim, mất riêu đi rồi. Chỗ này không có bắt chim thì cộng với gì đây? Niên niên mạnh tinh chi. Thay tờ bán như thế nào các bạn? Thân chi bắt chim là riêu thì nó sẽ bắt gì? Pan, 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 pan chi. Chim là real thì chỗ này nó sẽ bị mất real đi nha các bạn. Rồi tiếp theo, bắt chim là be up thì chúng ta sẽ chi thế nào đây? Chỗ sẽ ít sử dụng cái bắt chim be up nhưng mà mình vẫn biết cách chia. Phục ta, giúp đỡ. Thôn chi. Thôn. Thôn chi. Thôn chi. Chi đúng rồi. Biết thành u, u không có chim thì còn phải niên. Tu ưn chi. Rồi, đó là những cái từ bắt quy tắc các bạn cần nắm. Nắm được cái này là các bạn không lo bị chia sai nữa. Rồi, bây giờ chúng ta vào phần luyện nói nha. Nhân sự. 다음 표를 보고 니은지 이가 되다 지나다를 서양에서 말해 보십시오. Các bạn sử dụng cái ngữ pháp này để mà mình hoàn thành đoạn văn sau ha. Nói. 다네, đây là tên. 언제 한국에 언제 왔습니까? 언제부터 한국말을 배웠습니까? Bây giờ mời hai bạn đọc qua cái phần câu mẫu sau đây. Xin mời hai bạn nhé. Người bạn Thắm, Minh Sự. Xin mời bạn Phúc. Daniel. Phúc Nguyễn, bạn biết đâu lên trang gì ạ? Vâng. Bạn nào trước thì cũng. Bạn Thắm. Alo Thắm ơi. Dạ, ai mà? Em Minh Su, dạ. Và bạn Phúc là Daniel. Xì chắc. Daniel, si nên si không không có kêu anh chị vẫn mang là tuyết sinh đi cả. Hàn Quốc về anh chị, 1년이 지났습니다. 그러면 한국말은 배운 지 오래 됐습니까? 아니요, 한국말은 배운 지 5달 됐습니다. 배운 지
Ok. Các bạn lấy hai cái mấy cái câu trả lời này mình trả lời là được nha. Tức là gì đây? Tane, cậu đến Hàn Quốc đã được bao lâu rồi? Thì bạn này mới nói là tôi đến Hàn Quốc đã được một năm rồi. Đã hơn một năm rồi. Nasumida mà. Rồi, nếu vậy thì bạn học tiếng Hàn đã được bao lâu? Uredesumika. Uredesumika. Bạn học tiếng Hàn lâu chưa? Thì bạn này mới trả lời là chưa. Tôi học tiếng Hàn được 5 tháng. Rồi bây giờ hai bạn khác nha. Xin mời bạn Văn Tú và bạn Anh Toàn. Như nào cô đọc lại hay như nào cô? Anh Tú, bạn hỏi. Bạn sẽ hỏi bạn Michael nha. Bạn hỏi Michael là đến Hàn Quốc được lâu chưa? Rồi học tiếng Hàn bao lâu? Rồi bạn này sẽ nhìn vào cái cụm này để mình trả lời. Yeah. Michael, chị. 한국에 온 지 얼마나 됐습니까? 한국에 온 지 6개월이 지났습니다. 그러면 한국말은 배운 지 오래 됐습니까? 아니요. 한국말은 배운 지 3주 됐습니다. 3주 됐습니다. 오케이. 이제 가오리냐? 스마 방 풍 Phương hỏi và bạn Huyền trả lời nha. Dạ. Daniel, chị Hàn Quốc e on chi eun ma da desseumnikka? Hàn Quốc e on chi 3년 지났습니다. 그러면 한국말은 배운 지 오래됐습니까? 아니요. 아 네. 네. 한국말을 배운 지 2년 6개월 됐습니다. Đúng rồi. Rồi tiếp theo xin mời bạn Lily. Lily và bạn Thắm Nguyễn. Dạ vâng. Ở đâu rồi ta? Cô ta em gạt đây. Đây Jennifer 씨, 한국에 온 지 얼마나 됐습니까? 한국에 온 지 2주 전에. 뭐 2주 전에 라 em. 2주. 2주. 2주가 2주가 지났습니다. 지났습니다. 그러면 한국말은 배운 지 오래됐습니까? 네, 한국말은 배운 지 1년 됐습니다. 아, 1년 됐습니다. 오케이. 아, thì mình cứ trả lời vậy là được nha các bạn. 1년 지 tính từ lúc làm gì đó đến cái thời điểm hiện tại được bao lâu? Rồi bây giờ chúng ta qua phát âm đi các bạn. Mình qua cái phần phát âm đi. Biêm hoa. Biêm hoa là cái âm mũi hóa, giọng mũi hóa. Âm mũi đó là âm ni in. Mình biến cái âm r thành ni in. Các bạn xem nha. Cái quy tắc này là bát chim. Âm tiết thứ nhất có bát chim là lấy cái màu khác đi. Có bắt chim là được rồi. Ôi sao kìa. Màu gì đây các bạn? Màu... lấy màu gì cho nó. Ném màu đỏ. Màu đỏ. Nó đang xì luôn á. Mà. Bát chim các bạn xem nè, bát chim là cái phụ âm cuối của âm tiết thứ nhất
có bắt chim là mi âm hoặc là yên. Phía sau, âm tiết phía sau của nó là riêu. Thì mình sẽ đọc riêu thành niên. Ví dụ, chúng ta có thăm, thăm nhọc. Thế là thấy là thăm này là bắt chim của nó là gì đây? À, bắt chim của nó là mi âm này. Mi âm. Và phía sau nó là riêu này ha. Đó, phía sau. Thì chữ riêu này mình sẽ đọc là niên. Thì mình sẽ đọc là thăm nhọc. Thăm nhọc. Đó, nhọc. Chứ mình không có đọc là thăm rèo các bạn. Thăm nhọc, nghị lực, khí phách. Rồi, chỗ này mình đọc như thế nào các bạn? Chim. Chim. Chim nhọc. Chim nhọc. Chim nhọc. Chim nhọc. Chim nhọc. 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 Chim nhọc. Chim nhọc. Đúng rồi, chim nhọc. Thành chữ N nha, chim nhọc. Chim nhọc. Rồi, khang hoa. Khang, khang gì nữa các bạn? Khang. Khang. Ưng. Đúng. Khang. Khang ngừng. Khang ngừng. Khang ngừng. Đúng rồi. Đường bay. Khang. Khang lô. Khang lô là. Khang nhỏ. Khang ngủ. Khang ngủ. Khang ngủ. Khang ngủ. Riêu thành. Niên. Thấy không? Tại vì phía trước của nó là yên nè, hoặc là miêm. Đó. Phía sau, riêu mình sẽ học hình chữ N hết. Ha. Thăng ngộ, thăng ngừng, chim nhặt. Rồi, chỗ này mình sẽ đọc như thế nào đây? Tè thùng lộng. Tè thùng nhộng. Tè thùng nhộng. Nhộng nha các bạn, chứ phải là riêng nha. Tè thùng nhộng. Đọc hình chữ N nha các bạn. Tè thùng nhộng. Âm tiết thứ nhất có bắt chim là yên nè. Phía sau là riêu nè, cho nên riêu này mình sẽ thành thành chữ N. Để thông nhọn, để thông nhọn, để thông nhọn nha. Rồi, đọc lại với các bạn. Xì chắc thâm nhọn. 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 Để thông 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 nhọn. Rồi, okay. Rồi, ở trường hợp nào nữa mình lại đọc như vậy đây. Bắt chim của nó là kia hoặc là bi ấp. Và phía sau của nó, âm tiết phía sau bắt đầu từ real thì chỉ real này sẽ đọc thành chữ niên. Ví dụ, mặt non. Mặt non. Này. Phía trước của nó là kia mà các bạn thấy không? Kia. Kia. Là kia hoặc là bi ấp nè. Thì mình sẽ đọc thành real hoặc đọc thành niên. Măng non. Măng non. Măng non. Đây chỉ là một bước thôi. Bước thứ hai, khi mà chữ N này á, nó được biến như thế này rồi, thì cái ớt này mình sẽ đọc thành chữ N. Măng. Măng non. Măng non. Măng non. Từ ảnh hưởng niên nè. Niên. Niên mà cái ớt nè. Cái ớt. Cái ớt. Cái ớt. Phía sau là mi âm hoặc là niên. Gặp cái trường hợp này thì kiosk nó sẽ biến thành yên, biop sẽ biến thành niêm, tigus sẽ biến thành niên. Mình có thể liên tục như thế này các bạn. Trong tiếng Việt của mình có chữ ngang ngát chẳng hạn, ngang ngát, tan, tam sáp, tan tác, nó nằm theo cái âm gọi là âm gì cơ à? Đó thì cái phần này á mình phải học thuộc lòng nha các bạn. Đây các bạn cần cần nắm. Đây là âm mũi hóa. Rồi cho nên chữ mặt non này mình sẽ đọc là măng non, măng non. Rồi nhé. Tiếp theo. Thẹt. Đây là kiosk nè. Bẹt nì. Thì chỗ này mình đọc thế nào đây? Bẹt nì. Bẹt nì. Bang ni. Tuy nhiên, phẹn ni, nếu mà nó biến thành phẹn ni rồi thì cái bước tiếp theo của nó là gì đấy các bạn? Bang ni. Bang ni. Phẹn ni. Vậy thì cái bước tiếp theo của nó là bang. Bang ni. Bang ni. Bang ni. Tại vì nó chịu ảnh hưởng của ni in, cho nên chi ớt sẽ biến thành nhờ. Phẹn ni. Đó, cách phát âm như vậy. Các bạn có thể bỏ hết dấu đi. Mình đọc ngang thì nó cũng ra rồi. Phẹn ni. Rồi. Đọc sao các bạn?
Hàng nhược. Hấp hàng nhược. Nhược. Hâm nhược. Rồi, kế tiếp ta sẽ biến thành miệng. Thì làm như đây. Hâm nhược. Hâm nhược. Nhược. Hâm nhược. Đúng rồi. Tiếp luôn. Sim. Hâm. Nì. Hâm nì. Sim 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 nì. Rồi, tiếp theo nó là sim. Sim nì. Nì. Sim nì. Ôi. Sim nì. Đó nha. Cái này là cái phần khó, tại nó chuyển thành 2-3 bước lận. Sim nì. Sim nì. Rồi, đọc lại các bạn. Măng nồn. Măng nồn. Măng nồn. Bèng nì. Bèng nì. Bèng nì. Hâm nhọc. Hâm nhọc. Hâm nhọc. Sim nì. Sim nì. Đó, đó. Đó là cái quy tắc mà mình cần phải nắm trong cái phần phát âm tiếng Hàn. Mình phải biết được cái quy tắc như vậy thì mình phát âm mới chuẩn được các bạn. Mình không học qua là mình không biết. Rồi, bây giờ hồi nãy cái phần học về văn hóa. Cái phần này mình để sau đi. Bây giờ mình qua phần giao tiếp nha các bạn. Rồi, 이웃집 사람과 인사 나누기. Bây giờ mình sẽ chào hỏi cái người mà hàng xóm. Đây là ở đây là tình huống nè. Người thứ nhất là 이치영. Người thứ hai là 후보타 주리. Tình huống như thế nào đây? Bạn nào đọc cái trang của phần này? Xin mời bạn Phúc ạ. Phúc đọc cái trang này nha. Alo. Ồ, không nghe. Xin mời bạn Bếp. Các bạn đọc được chưa ạ? Để mình đọc cho các bạn nha. 오늘 앞집에 새로 이사 온 사람을 엘리베이터 앞에서 만났습니다. 자신을 소개하고 왜 한국에 왔는지 물어보고 집에 초대하십시오. Có nghĩa là gì đây? Hôm nay tôi đây thì đã gặp ai đây? Người ạ? đã chuyển đến chuyển đi sâu Saramu, đây là tăng ngữ. Người mới nay tôi đã gặp người đã chuyển đến người mới chuyển người nhà mới ở bên cạnh nhà mới chuyển đến ở nhà bên cạnh ở đâu trước à, gặp ở trước cái cầu thang máy gặp cái người này trước thang máy. Chào xin lỗi sugi hả cô, hãy giới thiệu bản thân của mình, tự giới thiệu bản thân của mình. Hãy hỏi xem tại sao đến Hàn Quốc và hãy mời đến nhà. Rồi, thì cái người này là người tên là Kubota Juri. Cái tình huống của người này là như thế nào? 오늘 새 아파트로 이사 갔습니다. Hôm nay tôi đã chuyển đến khu mới. 이사짐을 옮길 때 앞집에 사는 사람을 만났습니다. Và khi mà chuyển hành lý thì tôi đã gặp người sống ở y sắp chim nữa nhiều của y sắp chim là giống như là hành lý những cái đồ đạc của mình để mình chuyển đi á các bạn, đồ chuyển nhà dọn đi đồ mình dọn đi ập chip xa nên xa là mới là cái người mà sống ở nhà trước phía trước trước nhà người sống ở đã gặp nhà thì đã gặp được cái người sống ở trước nhà. Insider là đúng cô, hãy chào hỏi lẫn nhau. Hanguge on một chỗ là hỏi về cái gì đây? Mục đích đến Hàn Quốc. Đã đến Hàn Quốc. Hai nước nghe từ nghe tiếng so mà là ship show và hãy nói về cái việc mà mình đang làm, mục đích mà mình đến Hàn Quốc là gì? Bây giờ hai người đang trò chuyện với nhau. Đó là cái tình huống của hai người này nha. Như chúng ta vào cái phần giao tiếp đi. Ichion, Kubota Juri. Bây giờ mời cái bài này mình sẽ mời bốn bạn đọc đi. Mỗi người hai bạn thì được hai bạn này ha.
Bạn đầu tiên là bạn Phương, Phương Ichion nha. Bạn thứ hai là bạn Văn Tú. Yeah. Văn Tú. Rồi tới phần này Ichion, tiếp theo đó là bạn Ngọc Huyền. Bạn tiếp theo là bạn Anh Toàn. Rồi các bạn đọc đi ạ. Annyeonghaseyo, jega sotowa deurimkkayo? Ne, gomasseumnida. Tiếp đi ạ. Là em đọc ạ. Ờ, bạn Phương đọc tiếp đi. Em đọc tới phần này. 저는 이사영이라고 합니다. 505호에 삽니다. 그랬어요. 저는 506호로 이사 온 사람입니다. 후보다 줄이라고 합니다. 그냥 줄이라고 불러주세요. 세팀 만나서 반갑니다. 줄이 씨. 반갑습니다. 저도요. 자, 다음 한 명 khác 아. 주리 씨, 일본에서 왔어요? 네, 일본 기요토에서 왔어요. 한국에 온 지 오래 됐어요? 아니요, 2년 좀 지났어요. 한국 말을 잘 하시네요. 학생이세요? 아니요, 사실은 인 때문에 한국에 왔어요. 저는 뭐뭐뭐 몰라. 기차예요. 아, 그렇군요. 저는 의학을 공부하고 있어요. 의학을 공부하고 있어요. 오늘 저녁 우리 집에서 차 하는 게 어때요? 좋아요. 그럼 저녁 식사 후에 만나요. 응, 라디 테요. 전화번호 주세요. 응, 이게 전화번호. 라디 테요. 무슨 말 방 레이? 레이 이랑 푸바. 좀 đỡ cô em vừa bệnh. 어, 이지영. 아, em làm 이지영이요. Bạn Lee là Ichion, Phúc là Kubora Churi, với lại bạn Thanh Xuân phần dưới, bạn Thắm Nguyễn phần dưới. Rồi bắt đầu đi ạ. Xì chắc. Lily. À, alo. À, cô ơi, cái hàng tên ở trên đó, em không thấy được phần ở trên, chỉ thấy được phần ở dưới thôi cô. Em không biết làm sao. Tại em xài bằng điện thoại á. À, vậy thế là không thấy. Bạn Thanh Xuân đi, Thanh Xuân đọc trước đi em. Dạ, em đọc phần cuối. Ừ. 안녕하세요. 제가 좀 도와드릴까요? 가요? 가요? 네. 네, 고맙습니다. 저는 이지영이라고 합니다. 505호에 삽니다. 그러세요. 저는 506호로 이사 온 사람입니다. 구보터 주이라고 합니다. 구보타. 아, 구보타. 구보타 주이라고 합니다. 그냥 주이라고 불러주세요. 만나서 반갑습니다. 둘이 씨. 저도요. 자, 팁 luôn ạ. Bạn Lê. 둘이 씨. 둘이 씨 인본에서 왔어요? 탐윙. 네, 인본 교토에서 왔어요. 한국에 온 지 오래됐어요? 아니요, 1년 좀 지났어요.
한국말은 잘 하시네요. 학생이세요? 아니요. 사실은 일 때문에 한국에 왔어요. 저는 뭐뭐뭐 기자예요. 그렇군요. 저는 의학은 공부하고 있어요. 오늘 저녁 우리 집에서 차 한잔 하는 게 어때요? 좋아요. 그럼 저녁 식사 후에 만나요. 오케이. 그럼 이제 좀 더 공부해요. 내용이야. 안녕하세요. 제가 좀 도와드릴까요? 아, 뜬게 일라 이래가 봐. 제가 좀 도와드릴까요? 못해. 숲. 제가 다 옆에 있었대요. 제가 다 옆에 있었대요. 좀 도와드릴까요? 네, 고맙습니다. 감사합니다. 저는 이지영이라고 합니다. 지금 다 나와버려. 이지영. 그거 맞지? 또라. 이지영. 505호에 삽니다. 정말 그러세요? 왜야? 왜야? 저는 506호로 이성호 사람입니다. 245호부터 줄이라고 합니다. 5자 dạ các bạn ha. Không quá cho nên là cô này mới nói là thôi thì cứ gọi tôi là Judy. Judy là cô Killer từ trẻ. Xin hãy gọi tôi là Judy. Hãy gọi tôi là Judy. Tại vì cái Judy nó ngắn gọn chỉ có hai từ thôi. Còn Kubota nó dài quá. Rồi, 만나서 반갑습니다. Judy 씨. 반갑습니다. Tôi cũng vậy. Judy 씨, 일본에서 왔어요? 아, có nghĩa là Judy ơi, cậu đến từ Nhật Bản phải không ạ? Nhật Bản. Đến từ Nhật Bản. Rồi, nè, 일본 도쿄에서 왔어요. Tôi đã đến từ 도쿄. 도쿄. 한국에 온 지 오래됐어요? Cô đến Hàn Quốc lâu đến Hàn Quốc chưa? Một năm. 한국에 왔어요. 오늘 저녁 우리 집에서 차 한 잔 하는 게 어때요? 대중 다 có cái ngữ pháp là 는 게 어때요? Làm cái gì đó thì thế nào? Thấy thế nào? Chiều nay cùng cậu thấy thế nào nếu mà uống trà ở nhà tôi? Giống như là đang mời người này đến nhà uống trà đấy các bạn. 좋아요. Được thôi, 그럼 저녁 식사 후에 만나요. 저녁 식사 후에 만나요. Sau khi ăn thì sau khi ăn bữa tối thì sẽ gặp. Hẹn gặp bạn sau khi ăn tối. Xong nhé.
sau khi ăn tối thì tôi hẹn gặp bạn nhé. Chủ nhật sẽ sao về mà nào? Mà nào? Được chưa? Có chỗ nào các bạn không hiểu không? Thấy nó dài nhưng mà nội dung nó cũng đơn giản chứ không có phức tạp lắm. Hana wa pyo hyun isachim. Isachim ở đây là hành lý mà mình hành lý vận chuyển. Chuyển nhà. Xuất chuyển đi, dọn nhà, những cái hành lý trong nhà, những cái vật dụng đồ đạc trong nhà đó là isachim. Ongida. Chuyển. Isa là chuyển nhà. Sashirin, thật ra thì Kija. Kija ở đây là Nhà báo. Nhà báo. Y học. Rồi bây giờ mình mua sư thần con nghe sư nghĩ cơ. Bạn đã tốt nghiệp ngành gì? Thu môn học là ngành ngữ văn này các bạn. Ngữ văn. Dân môn học là anh văn. Sim nghi học là tâm lý học. Tha hề học. Xã hội học. Dược xa học. Lịch sử học. Chọn dòn học là kinh doanh đúng không ạ? Kinh doanh. Chong chê hát kinh tế học. Chong chi hát chính trị đúng không? Chong chi là bọp hát. Bọp hát là ngành luật. Luật học. Giáo dục học. Con chúc hát. Con chúc là kiến trúc đúng không? Quân ly hát. Quân ly là vật lý. Vật lý. Hóa học đúng rồi. Hóa học chứ không phải là hóa học. Toán học. Hóa học các bạn tìm lại coi. Toán học là su hát. Thấy không? Hóa học là hóa học. Hóa học là hóa học. Su hát là toán học. Y học. Dược hát là dược học. Dược. Rồi, ở trong bài này xuất hiện cái chỗ là cùn nhô. Đây là cái đuôi gì đấy các bạn? Cảm thán. Chúng ta lại chia ra là ba từ loại như thế này. Nó sẽ kết hợp với lại ba từ loại tính từ, động từ và danh từ. Khi mà đi với tính từ thì các bạn không cần chia. Các bạn chỉ cần cộng với cùn nhô. Ví dụ như là kiopta là dễ thương. Nó thuộc từ loại tính từ. Thì nó cộng với cùn nhô các bạn. 강아지가 정말 귀엽군요. Ôi con chó nó dễ thương quá. Thì các bạn thấy nó không cần cộng với bất kỳ tả ha. Rồi tiếp theo động từ. Có bắt chim hay không bắt chim đều cộng của nhỏ nha. Nên của nhỏ. Ví dụ. Ố. Núi 참 많이 오는군요. Núi 참 많이 오는군요. Ôi. Tiếp rơi nhiều quá. Đó. Rồi, kim chi rưu, chua ha nên của nhỏ, chua ha là động từ, cộng với nên nè các bạn. Ồ, thì ra là cậu thích kim chi. Rồi, danh từ thì chúng ta cộng với, có bắt chim thì cộng với y của nhỏ, còn không bắt chim thì cộng với của nhỏ. À, thì ra là được các bạn. À, thì ra là học sinh chẳng hạn, hắc sen, nãy đây là gì đây? Hắc sen, đâu? Y của nhỏ. Hắc sen nãy đấy con hắc sen y sĩ không à, vậy thì nhưng mà à thì ra cậu là học sinh hắc sen y của nhỏ à thì ra cậu là học sinh hắc sen của nhỏ à thì ra cậu là bác sĩ y sa quân của nhỏ nhỏ đó đó là các bạn cần chú ý nhé. Rồi bây giờ các bạn trả lời trang 4 câu sau đây nhé các bạn. 이 지역의 직업은 의사다. Đúng rồi sao? 이 지역의 직업은 의사다. 이 지역. 들려요. 네, 이 지역 các bạn. 저는 의학을 공부하고 있어요. Đang học bên bên y học, vậy là bác sĩ không các bạn? Đang học y học.
đang học gì, mình có ra nghề chưa? Chưa học. Để mình coi coi. Chưa ra nghề. Chưa ra nghề. Chưa ra rồi thì à, nhu. Vậy là câu này không phải rồi ha. Đang học mà chưa có ra đáng, nghề. Đã có đáng học thì đứa có từ đáng đó thì mình. Ừ, đang học này các bạn, cho nên là chưa có ra nghề đâu nha. Cho nên không phải là bác sĩ nha. À nhu. Đi rồi. À, 주리는 한국말을 배우러 한국에 왔어요. Đúng hay sai? 아니요. 아니요. 그럼 사실은 일 때문에 한국에 왔어요. 그렇죠. 일 때문에 한국에 왔어요. 뭐 한국어 배우러 오는 거 아니에요? 3번. 3번. 주리는 MSK에서 일하고 있어요. 맞습니다. 그럼 정말네. 맞아요. 맞아요. 자, 마지막으로 두 사람은 처음 만났어요. 네, 맞습니다. 네, 처음. 맞습니다. 정답. 오케이, 잘했어요. 오케이, cái phần này các bạn bài tập của các bạn là các bạn muốn ghi âm hay là muốn viết đây? Các bạn ghi âm đi. Viết ạ. Ghi âm rồi viết. Cả viết cả ghi âm ạ. Cả viết cả ghi âm luôn. À, các bạn viết xong rồi ghi âm nộp lên trên nhóm luôn nha. Nhóm mình luôn nha. Tối nay nộp luôn cô ạ. Rồi các bạn làm đi rồi nộp. Nộp lên cho mình kiểm tra. Rồi đang học ở đây các bạn. Đến một tí cô tối ra. Xuống có hết rồi. Đi về quất cho. Quá đi xuống đi ra. Ông nào đọc cái bài này hả cô? Ừ, đọc cái bài này. À, còn cái ngữ pháp euro khá tàu là các bạn soạn ra tập dùm Trang đi. Các bạn soạn ra tập là cái ngữ pháp này là có nghĩa là đi đánh đầu đó để làm gì. Thì các bạn soạn sao để mình nhớ, mình thuộc lòng cái ngữ pháp này để mình áp dụng để mình nói nha. Hoặc là các bạn có thể đặt câu cho mình ba đoạn, ba câu với ngữ pháp mà mình đã học.